À, xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ cái lệnh divide ha. Divide là chia đối tượng thành nhiều đoạn bằng nhau. Đây tôi ví dụ nè, tôi có một cái đường thẳng như vậy, tôi muốn chia làm 3 đoạn bằng nhau ha. Và đường thẳng này là có chiều dài là 200, chia 3 đoạn bằng nhau nó sẽ lẻ ha. Cho nên là mình sẽ sử dụng cái lệnh divide này để máy nó tự động nó tính toán, nó chia cho mình thì cái phím tắt của nó là div, enter. Đây, bây giờ tôi sẽ vẽ cái đường line nha, gọi lệnh line này, enter. Đó, chiều dài là Ctrl L này, 200 nha, chiều dài đang thẳng 200, enter. Đó, bây giờ tôi sẽ chia cái đường này thành 3 đoạn bằng nhau ha. Phím tắt nó là D, I, I nè, V nè. Đó, D, V, Divide, enter. Cái nó hỏi nè, lựa chọn đối chỉ đối tượng cần để chia ha. Select object to divide là tôi muốn chia đoạn này chọn đoạn này. Rồi nó hỏi tiếp là số đoạn cần chia, tôi muốn chia 3 đoạn, tôi nhập số 3 vào, enter. Đó, nó đã chia rồi. Đây mình quét cái này mình biết thì nó chia, nó sẽ chấm cho ta một chấm này, chấm cho ta một chấm đây, thì cái chấm đó nó bằng những cái bề rộng nét của này luôn, cho nên mình không thấy. Mình muốn biết là mình phải quét gì đó. Còn mình quét kiểu này á, là nó hiện lên mấy chấm. Đây cái chấm đầu của đường thẳng ha, chấm đầu của đường thẳng. Chấm này là trung điểm của đường thẳng, hai cái chấm nó chia là hai chấm này. Nha, các bạn đi ha. Thường thì mình nên quét kiểu này, mình dễ thấy hơn. Đó, đây. Đó. Hoặc là mình có thể hiển thị, cho hiển thị mấy cái dấu chấm này bự lên bằng cách là mình sẽ vô format ha. Thì để hiển thị cái thẻ menu bar, mình bấm vô nút này. Bạn đi nha, bấm vô lúc này mũi tên này nè. Đó, mình vô show menu bar nè ha, show menu bar. Đó thì nó có cái thẻ format nè ha, bấm vô format nè, thấy chưa, bấm vô format, bấm vô boy style nè ha, bấm vô boy style nè. Đó thì mình chọn đây nè, những cái điểm nó chấm đây nè. Hiện giờ mình đang chọn là một cái chấm, vô tình cái chấm này nó bằng nét này luôn cho nên mình không thấy. Đây tôi ví dụ tôi chọn lại kiểu này, ok. Đó, thấy chưa, cái chỗ nó đánh dấu đây, dấu ít này. Đó mình có thể thay đổi cái kiểu dấu chấm đó ha, kiểu đánh dấu đó vô lại nè, format nè, bold style nè. Ví dụ tôi muốn chấm theo kiểu dấu dấu tròn đi, ok, chọn dấu tròn, ok. Đó nó sẽ chọn dấu tròn cho mình đó. Rồi hoặc các bạn có thể gọi lệnh. À, tôi vẽ lại đường line nè. À, tôi vẽ lại đường line 200 nè. Đó, enter kết thúc lệnh nè. Bây giờ tôi có thể chia lại ha. Cái đoạn này bằng cách tôi gọi lệnh divide vô đây draw nè. Đó, các bạn xem nè. Đây, divide nè, nằm ngay đây nè. À, các bạn nhớ nha. Đây, bấm vô nút draw nè. Đó, divide đây. À, click chọn đó. Rồi, chọn đối tượng cần chia nè. Chọn số đoạn cần chia nè, mình chia 3 đoạn, enter. Đó, do hồi nãy mình đã cài đặt cái format boy style rồi cho nên nó đánh dấu, nó đánh dấu bằng kiểu này. Đó. Rồi, vậy bây giờ mình để ý nè, là cái đối với lệnh divide á, là nó không quan tâm đến chiều dài, ví dụ đoạn từ đây tới đây nó không cần biết bằng bao nhiêu ha. Mà nó chỉ cho quan tâm là nó chia tổng với chiều dài này nè, làm 3 đoạn bằng nhau thôi. Đó, tức là nó quan tâm đến số đoạn nha các bạn. Rồi tiếp theo đó mình vẽ tiếp cái mấy cái cạnh này. Đây mình vẽ lên là 50 nha, cho nó xong cái đó. Ví dụ đây, từ đây tôi vẽ line nè, enter nè, line nè, enter nè, đưa vô đây. À, tôi chia bắt điểm tạm trú, đè shift nè, bấm phím phải chuột nè, nhiều cái nốt nè, đó cái nốt nè các bạn để ý nha, để chia bắt những cái điểm boy style đó mình dùng cái nốt nè, bấm vô đây, đưa vô đó, lít kéo lên nhập 50, nhớ bấm Ctrl L nha để nó canh thẳng nha, enter. Đó, qua đây, ok. Đó, rồi lặp lại nè, gọi lại lên line nè, L enter nè, hoặc là bấm enter cái nó sẽ gặp lại, đè phím shift nó, bấm phím phải nè, vô cái nốt nè, để chia bắt những cái điểm nốt nữa nè ha, kéo lên 50 nè, enter nè, qua đây nè, rồi vô đây nè, đó lặp lại lệnh nè, đây nè, đây nè, đó xong. Đó, xong cái hình này. Bây giờ hình này 200 và chia làm
6 đoạn ha, chia làm 6 đoạn. Đây, tôi sẽ lên like nha, enter. Đây, 200. Enter. Enter kết thúc lệnh. Rồi tôi sẽ chia này thành 6 đoạn ha, thì tôi dùng lệnh divide, D I V divide, enter. Chọn đối tượng cần chia. Rồi, chọn số cạnh, số đoạn, 6 đoạn. Enter đây, nó chia 6 đoạn. Thấy chưa? Rồi, đây là 50 luôn ha. Chiều cao này 50. Rồi. Để giữa nè. Like, enter. Bấm phím phải, để giữ shift bấm phím phải, chọn cái nốt nè. Giữa đây vẽ lên 50. 50, enter. Vẽ qua đây. Enter kết thúc lệnh. Enter lặp lại lệnh. Vẽ qua đây. Enter kết thúc lệnh. Enter lặp lại lệnh. Bắt cái nốt này đè shift bấm phím phải. Nốt này. Đó. Mình bấm Ctrl L ha. Vẽ thẳng lên. À, các bạn ở đây các bạn chưa học lệnh ở đây các bạn chưa học cái lệnh chim với lệnh lệnh instant, cho nên tôi sẽ vẽ thẳng qua đây. Các bạn bật Ctrl L vẽ thẳng qua đây, lít đại đang điểm, enter kết thúc lệnh. Cứ vẽ cho đi, tí nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn chim sao. Tiếp nè, lặp lại lệnh like này, enter nè. Đè giữ phím shift nó bấm phím phải chuột nè, chọn vô cái nốt nè. Đó, đây. Lên đây. Rồi, bây giờ nhưng đây ôn tập lại luôn. Mình thấy gọi chi bắt điểm tạm trú mệt quá, mình có thể dùng chi bắt điểm thường trú ha. Thì mình để cái cài đặt cái nốt này trong chi bắt điểm thường trú á, thì mình sẽ đưa vào đây ha. Đưa vào ô này, mình bấm phím phải vô Object Snap Setting nha, vô cái nốt nè, thấy không? Cái nốt không? Click vô chọn cái nốt, ok. Rồi bây giờ là đưa vô nè, đó tự nó bắt. Đó, kéo lên đây, enter. Enter lặp lại lệnh, đưa vô tự nó bắt. Đó. Rồi. Bây giờ tiếp theo là gì? Mình vẽ các đường xéo này từ đây lên đây xuống đây, qua đây lên đây. Rồi. Gọi là lên line nè, enter nè. Bắt đây, vô đây, xuống đây, lên đây, xuống đây. Rồi, enter kết thúc lệnh nè. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt bỏ những cái đoạn dư này. Thì ta có cái lệnh chim. Phím tắt nó là TR. Enter. Các bạn enter thêm một phát nữa, rồi chọn những cái cạnh các bạn cần cắt. Đó, enter kết thúc. Đó. Vậy là tôi vừa mới hướng dẫn các bạn xong cái lệnh divide ha, chia đối tượng thành nhiều đoạn thẳng bằng nhau. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau.